Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Quý vị thân mến, vụ cháy rừng ở bang Hawaii, Mỹ ngày 15 tháng 8 vừa qua được coi là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng làm nhiều người thiệt mạng nhất tại Mỹ trong hơn 100 năm qua. Theo nhiều nhận định, có thể phải mất một thời gian dài để xác định nguyên nhân vụ cháy rừng kinh hoàng này. Tuy nhiên, hiện nhiều ý kiến khoanh vùng rằng các đường dây điện thuộc sở hữu của công ty Hawaiian Electric có liên quan tới nguyên nhân cháy rừng. Đặc biệt, theo những hình ảnh trong video do người dân ở thị trấn Lahaina ghi lại hôm 8 tháng 8, được cho là vào thời điểm ngọn lửa bắt đầu xuất hiện, dường như càng chứng minh rằng chính những đường dây điện đứt là nguyên nhân. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 15 tháng 8 giờ địa phương, cơ quan chức năng bang Hawaii, Mỹ vẫn đang tiếp tục xác định danh tính người thiệt mạng trong trận cháy rừng bùng phát hồi tuần trước và thiêu rụi toàn bộ thị trấn lịch sử Lahaina, khiến ít nhất 106 người thiệt mạng cho đến nay. Đến nay, nhà chức trách vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ cháy rừng trên đảo Maui. Dù vậy, nhiều người đã đệ đơn kiện Hawaiian Electric, công ty vận hành công ty điện lực của Hawaii vì không ngắt điện, bất chấp những cảnh báo rằng hỏa hoạn nghiêm trọng có thể xảy ra. Hiện nhiều ý kiến khoanh vùng rằng các đường dây điện thuộc sở hữu của công ty Hawaiian Electric có liên quan đến nguyên nhân vụ cháy. Nghi vấn về việc chập điện gây cháy rừng không phải là không có cơ sở. Trong lịch sử Mỹ, nhiều vụ cháy rừng bắt nguồn từ việc chủ quan trong đảm bảo an toàn đường dây điện. Trong ngày 8 tháng 8, xuất hiện một số đám cháy rừng ở khắp đảo Maui. Cùng ngày, công ty Hawaiian Electric cho biết gió đã đánh sập đường dây điện ở phía tây đảo Maui, nơi thị trấn Lahaina tọa lạc. Thông cáo báo chí của công ty cho biết khách hàng có thể phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài, nhưng không đề cập việc hỏa hoạn có phải là do chập điện hay không. Tuy nhiên, theo những hình ảnh trong video do người dân ở thị trấn Lahaina ghi lại hôm 8 tháng 8, được cho là vào thời điểm những ngọn lửa bắt đầu xuất hiện, dường như đã chứng minh rằng chính những đường dây điện đứt là nguyên nhân. Theo trang AP sáng tinh mơ ngày 8 tháng 8, tiếng gió mạnh ù ù khiến Chen Chiu, 49 tuổi, một người dân ở Lahaina tỉnh dậy. Ông Chiu ra ngoài xem và thấy một cột điện bằng gỗ bỗng lóe ánh lửa, rồi những đường dây điện bị đứt vẫn đang lóe sáng, rơi xuống thảm cỏ khô bên dưới và nhanh chóng tạo thành một vệt lửa dài. Ông Chiu vội vàng gọi số khẩn cấp 911 và dùng điện thoại phát live stream trên Facebook, đồng thời dùng một vòi phun nước để phun quanh nhà mình nhằm giảm nguy cơ bắt lửa. Người đàn ông này kể, tôi nghe tiếng vo vo như có ai đó đốt pháo hoa, lửa leo thẳng lên đồi tới một đống cỏ lớn hơn và rồi với gió mạnh, lửa bùng lên. Video của ông Chiu được cho là đã ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của điều mà sau đó trở thành thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất ở Mỹ trong hơn một thập kỷ. Ngoài thông tin của ông Chiu, một số người dân khác cũng nói rằng hàng chục cột điện của công ty điện lực Hawaii bị nghiêng ngả hoặc đổ do gió to. Ông Chiu kể lại rằng sau khi bác gọi 911 thì một số cảnh sát đến hiện trường. Ông còn kêu to cảnh báo những cảnh sát đó về đường dây điện bị đứt nhưng vẫn đang có điện. Trong video của ông Chiu có thể thấy một đường dây điện đang lơ lửng ngay trên một đám cỏ cháy xém, xung quanh là lửa. Mặc dù các nhà điều tra nói rằng những bằng chứng ban đầu cho thấy dường như có nhiều đám cháy cùng xảy ra ở quanh Lahaina vào ngày 8 tháng 8, nhưng hôm ấy không ghi nhận có sét đánh hay các nguyên nhân tự nhiên nào mà chỉ có các dây điện đứt do gió mạnh và do cây đổ vào. Hiện công ty điện lực Hawaii từ chối bình luận về những lời cáo buộc rằng họ không ngắt điện trong tình huống đó, họ chỉ cho biết cũng đang tự điều tra. Theo hãng tin Bloomberg, ngoài chập điện, nguyên nhân dẫn đến cháy rừng còn có thể là tàn thuốc lá rơi trên thảm thực vật khô kết hợp với gió mạnh. Ngoài ra thì pháo hoa từ một số bữa tiệc trên đảo cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến cháy rừng. Những cơn gió đủ mạnh có thể làm đứt đường dây điện, gây đổ cột điện. Gió mạnh cũng có thể làm đổ các cây, thổi bay các cành cây vào dây điện, khiến đường dây điện bị hở và tạo nên tia lửa điện. Gió cũng có thể khiến các dây điện va chạm vào nhau, tạo ra các tia lửa điện bắn vào bãi cỏ khô bên dưới. Những cái tên đầu tiên về các nạn nhân của vụ cháy rừng đã được chính quyền hạt Maui công bố, dự kiến thêm nhiều nạn nhân khác sẽ được nhận diện và danh tính sớm được công khai. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn đang mất tích, người thân của họ đang phải đối mặt với một trong những thử thách tinh thần lớn nhất trong đời, đó là khoảnh khắc khắc khoải chờ đợi tin tức của bố mẹ, vợ chồng hoặc con cái giờ chưa biết tình hình ra sao. Còn những nhân chứng của thảm họa này chắc chắn sẽ ám ảnh trong thời gian dài bởi cảnh tượng kinh hoàng khi ngọn lửa lan rộng và nuốt chửng mọi thứ. Một tuần sau khi ngọn lửa dữ tàn phá thị trấn Lahaina lịch sử, nhiều người sống sót bắt đầu chuyển đến những phòng khách sạn được huy động dành cho người dân địa phương mất nhà cửa, trong khi thực phẩm, nước và các nhu yếu phẩm khác đang được bổ sung.
Đại diện hạt Mau ngày 15 tháng 8 cho biết, các đội tìm kiếm sử dụng chó nghiệp vụ đã lùng sục khoảng 32% diện tích bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Thống đốc bang Hawaii yêu cầu người dân bình tĩnh trong bối cảnh nhà chức trách quá tải với các yêu cầu đến thăm khu vực cháy. Thống đốc cũng cảnh báo rằng sẽ có thêm nhiều nạn nhân khác sẽ được tìm thấy. Tờ USA Today cho biết đám cháy bắt đầu bùng phát tại Maui và nhanh chóng lan sang và khiến thị trấn Lahaina chìm trong biển lửa, nhà cửa và nơi làm việc bị thiêu rụi hoàn toàn. Do hệ thống cảnh báo nguy hiểm không phát ra tín hiệu, nhiều cư dân đã phải tìm mọi cách để chạy thoát khỏi đám cháy. Jessica, một người sinh sống trên đảo Hawaii cho biết, ngay khi phát hiện đám cháy, anh đã phải dựa vào chiếc xe đạp của mình, cố gắng tìm cách sống sót trong tuyệt vọng. Nhưng đám cháy bao trọn cả con đường đã khiến anh phải bất chấp rẽ sang đường khác, mặc dù cây xăng gần đó có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Người đàn ông này cho biết các ngọn lửa ngày một bùng lên dữ dội, khiến con đường xung quanh không thể đi qua. Các vụ nổ liên tục xảy ra, đống đổ nát bay khắp nơi do ảnh hưởng của gió mạnh. Anh cũng kể lại rằng trên con đường bị bao trùm bởi khói lửa mà anh đi qua, cảnh tượng anh thấy tưởng như ác mộng. Nhiều xe cứu hỏa bị bỏ lại, một chiếc vẫn sáng đèn, còi cảnh báo vẫn kêu inh ỏi. Jessica cho biết anh thậm chí còn nghe thấy tiếng la hét và phát hiện có người bị mắc kẹt trong chiếc xe ô tô đang cháy. Mặc dù vậy, anh không thể làm gì hơn khi xung quanh là một đống đổ nát và lửa cháy. Jessica nói, có thể nhìn thấy họ gào thét, bị lửa cháy bao trùm nhưng tôi không thể làm gì được. Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Jessica cuối cùng cũng đã đến được trạm cứu hộ. Anh cho biết đến cuối ngày, bộ quần áo màu xanh lá cây ban đầu mà anh mặc đã bị khói và tro nhuộm thành màu nâu. Mặc dù ngôi nhà cũng như chiếc xe tải của gia đình anh bị hư hỏng nặng, nhưng may mắn là các thành viên trong gia đình và đám thú cưng vẫn an toàn. Cảnh sát trưởng Maui John Palestier nói với truyền thông hôm 13 tháng 8 rằng rất khó để thu gom các nạn nhân thiệt mạng khi họ gần như bị thiêu rụi thành tro. Trung tâm hỗ trợ gia đình mới được thành lập trên đảo Maui mấy ngày qua. Những người ra vào trung tâm đều mang một tâm trạng giống nhau, đó là lo lắng khắc khoải. Người thân của họ vẫn đang mất tích sau thảm họa cháy rừng. Sau 3 ngày tìm kiếm 9 người thân trong vô vọng, ông Juan La Cuesta, cư dân trên đảo Maui, đã tìm tới trung tâm này để được hỗ trợ. Ông La Cuesta chia sẻ, tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này, tôi chỉ cảm nhận sâu trong lòng, chứ không thể nói thành lời. Khi nhìn thị trấn Lahaina, lòng tôi cứ nghẹn lại. Những ngày qua có lẽ là những ngày khó khăn nhất trong đời với những người như ông La Cuesta. Trung tâm hỗ trợ gia đình này là điểm tựa tinh thần cần thiết để họ có thể trụ vững trong thời gian tìm kiếm người thân. Ông Ed Carmen, cư dân Mau cho biết, nhờ sự trợ giúp của trung tâm tôi biết được anh trai và chị dâu của tôi vẫn an toàn. Nhưng tôi biết không phải gia đình nào cũng được như vậy. Hiện giờ việc liên lạc vẫn còn rất khó khăn. Số lượng người mất tích do thảm họa cháy rừng trên đảo Mau hiện chưa được xác định. Giới chức địa phương đang nỗ lực hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tạm thời, tìm kiếm người thân cũng như khẩn trương giải quyết các vấn đề về cung cấp điện và nước trên diện rộng trong cộng đồng. Bên cạnh thiệt hại về người, ít nhất 2.200 công trình đã bị hư hại hoặc phá hủy ở phía tây của Maui với tổng thiệt hại ước tính gần 6 tỷ đô la Mỹ. Các tòa nhà lịch sử, nhà thờ và tòa nhà truyền giáo đã biến mất hoàn toàn sau hỏa hoạn. Có nhiều yếu tố khách quan và gián tiếp gây nên vụ cháy rừng, nhưng nguyên nhân chính vẫn đang được điều tra. Liệu những đường dây điện đứt có phải là thủ phạm chính dẫn tới thảm kịch này? Quý vị có suy nghĩ gì? Đừng quên để lại phần bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!